hai anh em lại tiếp tục khám phá bầu trời Hạ Long. Tầng 12. Nơi đó có gì? Nơi đó có hai anh em chúng tôi đang lên tầng 12 của khách sạn. Hồng Anh, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Hải Anh, VIP, VIP, VIP Pro. Đấy, cầu thang VIP Pro. Đấy, hai anh em Messi, ấy. Ding dong, ding dong. Xin mời quý vị đi lối này. Ủa, hạ nắng to. Thời tiết hôm nay rất là đẹp nhá. Ủa, hình như nó còn nó đi trên này nữa anh ạ. Kia có thang bộ, kia có thang bộ anh ạ. Bạn đang xem Ngô Kiên 89 cất cánh bằng máy bay Pelican Mili 2 trên bầu trời Hạ Long City. Gió tình trạng là đang cấp 4 nhưng mà không làm cho anh Ngô Kiên lãn trí với con Mili NG2. Thank you.
Ba-da-ba-ba.